Rồi, mến chào quý anh chị cô chú nha. Là em Hoàng Duy đây. Thì để tiếp tục cái video này thì em lại tiếp tục review một mảnh đất mà nó tọa lạc tại xã Bầu Trinh, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha. Thì mảnh đất này có diện tích là 1.428 m², và trong đó là có 200 m thổ cư nha quý anh chị, nên xây các nhà thoải mái. Đó. Thì tọa lạc tại xã Bầu Trinh nhưng mà nó giáp ranh với thị trấn Kim Long luôn. Đó. Thì từ đây mà di chuyển ra quốc lộ 56 thì mất tầm khoảng 300 m thôi nha quý anh chị, di chuyển thẳng con đường này thì mất tầm khoảng 300 m thôi là ra quốc lộ 56. Đó. Thì để mà rõ hơn về vị trí của mảnh đất thì quý anh chị theo dõi tiếp video để mà xem vị trí thực tế của mình trên Google Earth. Em có hướng dẫn chi tiết để quý anh chị xem mà hình dung mảnh đất của mình ở đâu nha. Đó. Thì đây là vị trí của mảnh đất mình ở trên Google Earth nha quý anh chị. Đó. Xung quanh mình rất là nhiều cây xanh luôn. Và di chuyển tầm 300 m là chạy ra đường quốc lộ 56. Thì cách nhà thờ đâu đó tầm khoảng 500-600 m gì đó thôi. Quốc lộ 56 này là cái trung tâm tụ điểm rất là nhiều dịch vụ mua bán tiện ích nha quý anh chị. Đó, công viên văn hóa Kim Long này. Đó, Ủy ban nhân dân xã Kim Long cùng trung tâm thương mại Kim Long là nằm ở đây nha, cách cỡ tầng 800 m thôi là đụng ý trung tâm thương mại Kim Long, và chạy ngược về là hướng Xà Bang nha quý anh chị, là trung tâm xã Xà Bang. Đó, là sau này khu công nghiệp là nó cũng nằm ở cái mảng xanh này luôn nè. Đó, và chạy về tầm khoảng 30 km nữa là đụng quốc lộ 1A nha quý anh chị. Đó. Cũng trên trục đường này chúng ta hướng về là thành phố Bà Rịa. Đó, là tầm khoảng mất đâu đó tầm khoảng 15 cây thôi. Và chạy về thành phố Vũng Tàu thì đâu đó mất tầm khoảng 40 cây nha quý anh chị. Đó. Đường á thì hiện tại là đường bê tông, nhưng mà bê tông rất là rộng luôn quý anh chị. Lộ giới là 4 m, hai xe ô tô né nhau thoải mái luôn. Đó. Và cái những cái xã mà như Bầu Trinh nè, Kim Long, những cái xã này á, nó giáp ranh với quốc lộ 56 và nó sát quốc lộ 56 nên xung quanh của nó là rất là nhiều nhà dân ở nha quý anh chị. Như đứng tại đây quý anh chị thấy trước mặt mình không, đó đó là nhà thờ giáo xứ Kim Long nha quý anh chị, nhà thờ giáo xứ quân Kim Long thuộc thị trấn Kim Long nha quý anh chị. Thì cái đường này thì di chuyển vô một đường trong phía trong thì chắc chúng ta cũng đụng tới, nói chung là đường nông thôn thôi, thì cũng vô lòng quần trong xã thôi nha quý anh chị. Đó. Thì lô đất của mình á là có diện tích là 1.428 m², trong đó có 200 m thổ cư, và một cạnh đằng sau á là về cạnh này á, cạnh bên hông này là về tầm 69 m, và cái cạnh nó ôm suối này nè, ôm hết dòng suối này về tầm sau là tầm khoảng là 70 m nha quý anh chị, là tất cả đều ôm hết suối luôn. Đó. Tất cả đất mình ôm hết suối luôn nha quý anh chị. Đây là mặt tiền phía sau của mảnh đất này nha quý anh chị. Thì mặt tiền phía sau có diện tích là 23 m mặt tiền. Đó. Thì đây đường bê tông này, đường bê tông vào tới đất nha quý anh chị.
Thì con đường này thì chạy vòng ra thì cũng đụng quốc lộ 56 luôn nha quý anh chị. Trụ điện người ta bây giờ mới bắt đầu trồng nè. Ở đây không khí rất là mát luôn. Thì bây giờ chúng ta vô tham quan đất của mình. Đất của mình á thì bao quanh là suối. Đó. Suối là bao hết một cạnh phải của đất luôn nha quý anh chị. Suối này là bao quanh hết một cạnh phải của đất luôn. Đó. Suối nói chung là nước cũng nhiều chứ không phải là ít, lượng nước này chảy rất là nhiều luôn. Đó. Có cái sông ở này mà nói chung là làm nghỉ dưỡng thì tuyệt vời rồi. Đó. Và trong nhà trong này trong đất ấy, thì có một cái căn nhà xưa, thì căn nhà xưa này người ta cũng mới dựng thôi, nó cũng mới toanh luôn đó không anh chị. Đó thì có vẻ cũng chưa hoàn thiện đây. Đó. Gỗ nè, gỗ này vành toàn tầm khoảng 45. Đó. Tầm khoảng 45 nha. Đó, mà trên đây là nói chung tất cả đều bằng gỗ hết là luôn nha quý anh chị. Ở dưới là gạch bóng kiến. Đó. Gạch 60 nha. Đó. Thì căn nhà này cũng rất là có giá trị nha quý anh chị. Thì căn nhà này có diện tích tầm khoảng 40 m². Đó. Căn nhà nó cao hơn cái mặt nền mình tầm khoảng 80. Thì nó thiếu bậc tam cấp nè. Nói chung chủ kẹt tiền nó cũng đang làm lỡ dở. Và cũng cần bán gấp luôn. Đó. Quý anh chị nào vô mà sở hữu thì nói chung là cải tạo lại hết nha. Làm lại hết nha. Xung quanh mình thì đã bọc tường rào hết rồi nè. Đó. Nên ranh giới rõ ràng hết rồi. Đất này toàn bộ ôm suối là đất của mình hết nha. Và nói chung là cũng xây bờ kè ở suối hết rồi nè quý anh chị. Anh chị thấy không? Đó. Ở bờ suối thì cũng đã xây bờ kè hết rồi. Quay nước máy. Nước sạch có ở đây rồi nha quý anh chị. Quay lia quay lại coi. Và đây là flycam từ trên cao quay vị trí mảnh đất của mình. Đó, nhìn xa là quốc lộ 56 đó. Đấy, trước mặt là nhà thờ giáo xứ Kim Long đó quý anh chị. Đó. Một khung cảnh rất là tuyệt vời luôn. Đất của mình là bằng phẳng luôn. Thì anh chủ nhà nói chung là đang kẹt tiền cầm bán gấp với cái giá mong muốn là 5 tỷ 900 triệu cho cái lô đất mà nó sát cái thị trấn Kim Long luôn. Đó, từ đây di chuyển ra quốc lộ tầm khoảng 300 m thôi. Đó, thì cái giá này thì anh chủ mong muốn giá bán, thì còn về nên chị muốn sở hữu thì mình có thể mà gặp trực tiếp chủ để thương lượng nha quý anh chị về giá nha. Đó. Để biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng liên hệ số điện thoại 0367054816 gặp em Hoàng Duy để em cung cấp đầy đủ thông tin cho quý anh chị ha. Và xin nhắn đăng ký và ấn thông báo để nhận thông báo từ kênh của em, để có em có động lực chia sẻ các video về đất đai bất động sản cho quý anh chị nha. Và chúc anh chị xem video vui vẻ. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.